Hello, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay Nguyễn Khánh tiếp tục giới thiệu đến quý vị và các bạn những cái sản phẩm về như là ốp tường, ốp trần hay là tấm lam sóng ốp tường, ốp trần và một số những cái mẫu mã về cái sàn nhựa ngoài trời. Thì trong video ngày hôm nay, Nguyễn Khánh muốn giới thiệu đến quý vị đó là những cái sản phẩm thiên về dòng cao cấp quý vị ạ. Dòng cao cấp. Thì trong video ngày hôm nay là hàng cao cấp. Thì sản phẩm này như thế nào? Thứ nhất, sản phẩm này hiện tại nhà máy đang sản xuất tại Trung Quốc. Và nhà máy này là do người Nhật và công nghệ Nhật Bản sản xuất. Có nghĩa là gì? Có nghĩa đây là sản phẩm chất lượng theo tiêu chuẩn của Nhật Bản quý vị ạ. Chất lượng tiêu chuẩn Nhật Bản nhưng nhà máy thì đặt tại Trung Quốc. Còn lý do làm sao bên Nhật Bản lại đặt nhà máy ở đó thì chắc chắn rằng là chúng ta ai cũng biết rồi. Đấy. Thì sản phẩm đầu tiên Nguyễn Khánh giới thiệu đến quý vị và các bạn đó là sản phẩm đây gọi là tấm ốp đa năng quý vị ạ. Về tất cả các cái bề mặt này của nó quý vị nhé, thì nó là dòng hai lớp. Thì khi mà chúng ta sử dụng cái sản phẩm dòng hai lớp này thì khả năng chống nóng, chống nắng, chống mưa tốt hơn. Quý vị ạ, đấy. Thì sản phẩm này được ứng dụng cho gì? Như là ốp tường này, ốp trần này, làm hàng rào này, lan can này, ban công hay là trang trí. Rất là nhiều ở khu vực ngoài trời. Thậm chí quý vị có thể là dùng để làm cổng. Đấy. Thì sản phẩm này nó có quy cách như sau. Chiều rộng của nó là 18cm quý vị nhé. Chiều rộng là 18cm. Độ dày của nó là 15mm, tương đương với lại 1 phân rưỡi. Và một thanh như thế này nó có chiều dài là 2m9. Đấy. Sản phẩm thì thế này. Còn công năng ứng dụng nó công việc nào thì tùy theo anh em thợ cũng như là thầu, rồi cũng anh em thiết kế kiến trúc cũng như là các quý vị khách hàng. Thì ứng dụng nó như thế nào? Nó rất là nhiều các cái ứng dụng mà chúng ta mỗi một người, mỗi một quý vị có một cái ý tưởng khác nhau để ứng dụng làm sao cho nó phù hợp từng công đoạn cũng như là từng công trình của quý vị. Thì đây, cái màu chi tiết quý vị nhé. Cốt nhựa rất là chắc chắn quý vị nhé. Cốt nhựa chắc chắn. Vân đẹp quý vị nhé. Vân rất là đẹp. Sản phẩm rất đẹp luôn quý vị. Đấy. Một mặt của nó là vân gỗ và một mặt của nó là vân nhám. Thì đối với tấm ốp tường đa năng này hiện tại đang có hai màu như thế này quý vị nhé, có hai màu như thế này. Đấy. Sản phẩm rất là đẹp luôn quý vị nhé. Đấy. Sản phẩm theo tiêu chuẩn của Nhật Bản, gần như tất cả là của Nhật Bản nhưng nhà máy thì đặt tại Trung Quốc và các cái giấy tờ chứng nhận COCQ vẫn là Trung Quốc quý vị nhé, bởi vì nhà máy đặt sở tại tại Trung Quốc. Đấy. Còn công nghệ hay chất lượng thì đúng là tiêu chuẩn Nhật Bản luôn quý vị. Sản phẩm cầm rất là chắc chắn, chắc tay quý vị nha, chắc chắn chắc tay. Và tiếp theo đây quý vị, mình sẽ mở cái hộp rất là xinh xắn quý vị nha, như một hộp bánh trung thu luôn. Mình mở cho quý vị xem này. Ở đây quý vị này, đây cũng ghi chữ này. Đấy, come from Japan. Đấy, nói chung là tiếng Anh không biết quý vị nha. Sản phẩm tiếp theo đó là dòng sàn nhựa ngoài trời quý vị ạ. Đây, sàn nhựa ngoài trời quý vị nhé. Sàn nhựa này cũng khá là đẹp. Lỗ tròn, cầm, nắm rất là chắc chắn luôn. Rất chắc tay quý vị ạ. Và sản phẩm này cũng là hai lớp quý vị nhé. Hai lớp phủ trên bề mặt này. Đấy. Để tăng cường cái khả năng chống nắng, chịu lực, chống trơn trượt, chống chảy xước. Nói chung là cái dòng hai da hay là hai lớp này là ngon lắm rồi quý vị nhé. Thì sản phẩm này đang có chiều rộng là 13,8cm. Độ dày này là 22,5mm. Đấy. Và chiều dài một cây này cũng là 2m9. Thì tất cả video ngày hôm nay quý vị nên quan tâm tới chiều dài của cái thanh này để khi quý vị làm cái hệ khung xương làm sao cho nó chuẩn quý vị. Và đối với dòng sàn chịu lực ngoài trời này, một mặt là vân gỗ và một mặt cũng là vân nhám quý vị nhé. Thì sàn nhựa ngoài trời chúng ta có thể sử dụng cái mặt này thời gian vài năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm. Nếu như quý vị không thích nữa thì chúng ta có thể là lật sang cái mặt này. Và cái mặt này thì nó luôn luôn là giữ độ mới quý vị ạ. Đấy, mình cứ thay đổi như vậy.
Sản phẩm này thì chịu mưa chịu nắng hoàn toàn rồi, nên là quý vị rất là yên tâm. Hàng thì hàng của Nhật Bản sản xuất nữa thì rất là ok. Và hiện tại thì nó đang có 3 màu như thế này quý vị nha. Đây, có 3 màu như thế này. Hàng đẹp lắm quý vị nha. Cầm nắm chắc chắn quý vị ạ. Đấy, 3 màu. Làm chắc chắn, làm đẹp như hộp bánh trung thu luôn quý vị. Rất sang trọng luôn nhé. Nên là vấn đề là cái sản phẩm mà nó có giá trị, nên là để vào cái hộp thôi mình nhìn thấy nó cũng bắt mắt luôn quý vị ạ. Nhìn cũng đã cái mắt luôn quý vị ạ. Rồi, sản phẩm tiếp theo mình lên cho quý vị nha. Đây là tấm ốp lam sóng quý vị không? Tấm ốp lam sóng ngoài trời quý vị nha. Sản phẩm nhìn để trong cái hộp thôi là nhìn thấy mê luôn quý vị. Đấy, đây mình sẽ lên chi tiết về các cái màu cho quý vị này. Quý vị nha, chi tiết các cái màu. Sản phẩm cầm nắm chắc chắn, bề mặt được phủ hai lớp quý vị ạ. Thì kích thước sản phẩm này như sau. Nó có chiều rộng quý vị nha. Chiều rộng là 16,5 cm. Chiều cao của nó, tổng chiều cao của nó là 33 mm. Và một cây như thế này nó có chiều dài là 2,9 m. Sản phẩm đẹp quý vị nhé. Đây, ghép như thế này. Về thi công thì cũng như là các cái tấm ốp ngoài trời khác thôi. Đây, nó là cái hèm âm quý vị nha. Còn đây là cái hèm dương. Thì khi chúng ta ốp thì chúng ta bắt vít trực tiếp từ cái hèm âm này, bắt trực tiếp xuống các cái hệ khung xương sắt, khung xương gỗ, khung xương inox. Đấy, rất là nhiều khung xương. Đấy, hoặc là chúng ta có thể bắt trực tiếp xuống cái nền bê tông cũng được. Khi bắt tấm này cố định xong, ghép tấm thứ hai vào thì nó sẽ che đậy đi toàn bộ những cái đầu vít quý vị nha. Và chúng ta cứ như vậy lắp ghép cho đến khi hoàn thiện công trình. Ngoài ra nó có các cái phụ kiện len nẹp đi theo quý vị nha. Len nẹp góc hay nẹp trang trí thì tùy theo từng công trình mà chúng ta sử dụng cái nẹp làm sao cho phù hợp. Đấy. Và đây là nó có 4 màu quý vị nha. Mình lên chi tiết 4 màu cho quý vị xem này. Sản phẩm đẹp lắm quý vị, nhìn thôi là đã mê rồi quý vị nhé. Nhìn thôi đã mê rồi, còn cầm nắm trên tay thì quá vip luôn quý vị nhé. Sản phẩm này thì ốp tường này, ốp trần ngoài trời này, làm bảng hiệu này, rồi nói chung là trang trí mặt tiền quá vip luôn. Và sản phẩm mà đã trang trí được ngoài trời thì chúng ta có thể sử dụng ốp khu vực trong nhà được quý vị nhé. Đấy, ốp trong nhà được. Và đây là dòng sản phẩm khá là đẹp, cao cấp, cho nên giá thành của nó cũng không phải là hàng rẻ quý vị ạ. Tiền nào của đấy, chất lượng đẹp. Đấy, quý vị muốn biết thêm về sản phẩm hay muốn biết chi tiết về sản phẩm thì xin mời quý vị hãy kết bạn Zalo với lại Nguyễn Khánh. Số điện thoại 0948 743274. Nguyễn Khánh sẽ gửi hình ảnh và kích thước tỷ lệ sản phẩm để cho quý vị tham khảo. Ngoài ra quý vị có thể ghé tại các cái showroom văn phòng của bên Nguyễn Khánh để quý vị tham khảo. Ví dụ như là văn phòng đại diện tại Bình Dương quý vị nha. Còn kho hàng thì hiện tại thành phố Hồ Chí Minh. Và bên mình thì vẫn giao hàng trên toàn quốc. Và trong cái series sản phẩm cao cấp này thì hiện tại chưa có kho hàng tại Hà Nội quý vị ạ. Cho nên đối với lại khách hàng ở phía Bắc thì mình sẽ lên một cái video gần nhất để giới thiệu đến quý vị và các bạn cái sản phẩm về kho hàng phía Bắc. Còn nếu như quý vị khách hàng nào quan tâm tới sản phẩm này ở phía Bắc á, khách hàng phía Bắc mà quan tâm đến sản phẩm này thì vẫn có thể đặt hàng, nhưng cái chi phí vận chuyển thì nó hơi tốn kém bởi vì nó xa quá quý vị thông cảm vấn đề đó. Giờ do vấn đề cơ cấu rồi xăng dầu thứ lên quá nên là chi phí vận chuyển cũng hơi cao quý vị nhé. Đó là tất cả những gì về cái sản phẩm này quý vị ạ. Đấy, sản phẩm này video ngày hôm nay khá là cao cấp quý vị nhé. Nguyễn Khánh xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian để xem video. Quý vị vui lòng cho Nguyễn Khánh xin một nút like cũng như là chia sẻ video. Đặc biệt, quý vị hãy theo dõi kênh của Nguyễn Khánh để Nguyễn Khánh thường xuyên cập nhật những mẫu mã cũng như là sản phẩm mới nhất để cho quý vị tham khảo. Thì có thể rằng là quý vị chưa sử dụng tới sản phẩm này, nhưng quý vị cứ tìm hiểu đến lúc quý vị sử dụng hay là quý vị cần tới hay là người quen của quý vị cần tới thì quý vị cũng nắm được thông tin về các cái sản phẩm. Thì quý vị có thể là tư vấn hỗ trợ cho anh em, người thân, người quen để sử dụng cái sản phẩm làm sao tốt nhất quý vị ạ. Video ngày hôm nay Nguyễn Khánh làm tới đây thôi. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.